Được về cho ở chưa? Cho rồi. Cho ở rồi. Đang ở mỗi ngày. Chị biết không? À, biết. Chính xác không? Chính xác, tại có nhỏ em nhà ở đó. Rồi vậy thì chúc mừng chị. Có lẽ là theo em nghĩ thì có thể là một phần là em hỏi thăm cô rồi lên clip này nọ thì cũng có thể tác động một phần. Xin kính chào cô chú anh chị quý khán giả đang xem kênh Hoàng Xanh. Quý cô chú Mạnh Thường Vân, quý khán giả ơi, thì mấy hôm nay thì Xanh cũng có công việc cho nên thì Xanh ra video là ít một chút xíu, nhưng mà đâu đó thì Xanh cũng thường xuyên đi giúp hoàn cảnh nghèo của chú anh chị. Thì kính thưa tất cả các chú anh chị, thì hôm nay thì Xanh tiếp tục đến thăm hoàn cảnh nghèo. Đó là hoàn cảnh hôm trước mà Xanh có tới thăm em Vanh bán giấy số đó của chú anh chị. Và sau đó thì có một hoàn cảnh mà nhờ Xanh là xin ý kiến của chú Mạnh Thường Quân để xin một cây nước đó. Và vừa rồi Xanh cũng có chích tiền của chú Mạnh Thường Quân để mà giúp cho số tiền để mà cầu điện đó của chú anh chị. Thì hôm nay thì Xanh quay lại thăm gia đình để mà Xanh làm cầu nối để mà giúp cho gia đình có một cây nước để sử dụng, tại vì gia đình cũng đang không có nước sạch sử dụng đó của chú anh chị. Giờ thì mời cô chú anh chị với khán giả với cô chú Mạnh Thường Quân sẽ cùng với Xanh bước vào nhà để hỏi thăm nha. Mời cô chú anh chị ạ. Rồi chào cả nhà nha. Dạ chào chị. Rồi hôm nay thì ông xã chị đâu rồi? Ông xã chị đi làm hả? Rồi chào chị. Chào chị. Các chị này là sao? Trong xóm hả? Trong xóm dạ. Dạ. Rồi em kêu chị là kêu hỏi thăm cây nước, đó là cây nước là mình bao nhiêu tiền chị hỏi chưa? Hỏi bữa hỏi rồi nói 7 triệu. 7 triệu hả? Không hỏi ông dạ. Xã. Chị thì cho em hỏi luôn, lỡ rồi. Thì cây nước của mình, địa phương này mình khoan cây nước nhiêu tiền chị? Dạ 7 triệu. 7 triệu hả? 7 triệu là mình có bao cái motor gì không? Hay là thế nào chị có thể? Bởi vì thì nghe ổng nói là 7 triệu nên ra bây giờ mình điện cho ổng vậy đang làm nè, rồi không có ấy được. Không có bắt máy được hả? Bằng chút xíu nữa cũng điện lại. Rồi không sao, vậy thì chị ngồi chơi đi ha. Em chào chị. Rồi em để em hỏi thăm gia đình. Thăm gia đình đi chút xíu, ổng thấy điện là ổng điện lại là ổng báo giá cho. Dạ. Bây giờ ổng bảo hành mà. Dạ dạ, rồi chị ngồi chơi đi ha. Thì chị hôm trước thì em có hỗ trợ cho gia đình mình để mà lắp cái cầu dao, giờ mình lắp được dạ. Được rồi phải không? Dạ, cầu dao chống giật với cầu dao dạ. Tắt luôn. Dạ, bây giờ thì mình yên tâm hơn rồi chị ha. Dạ, yên tâm hơn. Chồng chị làm gì? Làm nhà máy. Làm nhà máy là bốc xếp. Bốc xếp á, bên giác gạo, giác lúa vậy á. Dạ. Mà lúc rồi. Này ông ít giác rồi, tại có máy móc của người ta. Dạ. Chị là bữa nay anh cũng đi bốc xếp luôn. Đi bốc xếp. Làm ngày được nhiêu chị giờ này? Ngày 280. 280. Đủ sống không chị? Cũng đủ sống, nếu không có bệnh vặt thì cũng sống qua ngày được. Dạ. Tại lo hai đứa đi học nè. Dạ. Còn nếu mà bệnh rồi thì phải đi mượn người ta. Chị là khoan cái nước mà cũng sống giềng đây luôn phải không? Dạ dạ dạ. Để mấy đứa nhỏ chú cho kẹo này các con, qua đây. Đây đây. Đây. Rồi. Rồi. Đây con chị là bữa trước là 1 nè, 2 nè, rồi 3, bữa là giống rồi hai đứa này con của chị đó. Cháu. Cháu hả? Dạ. Rồi con. Rồi, bé nào chưa có đâu, hết chưa? Hết rồi đúng. Hết rồi phải không? Rồi vậy còn như đây cho con cho đứa nào cháu của chị đó rồi. Đây nó phải không? À ý. Rồi chú cho thêm nè, đây là coi cho con chị nè. Con chị hết rồi, bỏ tủ lạnh đi. Ở chị thì bây giờ chồng chị đi làm rồi phải không? Rồi bây giờ là nhà mình còn thiếu cây nước. Thì địa phương mình là giá của mình là 7 triệu. Triệu mà để hỏi lại cái ông chủ đó coi là 7 triệu là có ông, bao ông chủ đó là chồng chị đó không? Không, mà ông chồng thì đi làm công. Dạ vậy hả? Dạ. Ông chủ thì cậu. Dạ dạ. Tại vì em hỏi coi có bao dây điện hay là có bao cầu dao gì không, có bao gì không, mô tơ gì không? Hỏi là coi bao mà có bao mô tơ hay là cái gì không mày, thì để mình điện mình hỏi trực tiếp để dạ. Cho nó chắc ăn. Tại vì em khoan những địa phương kia thì thợ khoan có 5 triệu nhưng mà do là mỗi địa phương mỗi khác cho nên thì tùy theo ở địa phương này thường thường là giá. Có này. Hỏi là ông bao cái ông xuống là ông Bình Minh chất lượng dạ. Mắc hơn cái ông bây giờ. Mô tơ, mô tơ. Không có mô tơ. Chị là cái vậy? Ông đó là loại tốt lên giá nhiều lắm. Nhưng mà không có mô tơ hết ta. Không, dựng hai nó không có. Cũng như là bây giờ cái gì nó cũng lên giá hết rồi.
lên dữ lắm. Ông hồi ngày hồi lúc trước đó là hồi lúc mà thấy Hoàng Xanh cho anh ta cái nước đó cũng có 5 triệu, 6 triệu chứ nhiêu. Chị coi clip mà chị biết em mà phải không? Biết, biết. Ừ, thì bởi vì ở đây có 5 triệu mà bây giờ nếu mà lên chắc tầm khoảng 5 triệu rưỡi thôi, sao đâu có tới 7 triệu chứ. Clip mà đợt đó cho cái nước ai một dọc đó là lúc đó là cũng sang 5, 6 triệu. Tùy theo ổng nghe chứ không phải ổng nào. Biết rồi nhưng mà người ta có mua tưa mà sao chị gái nó không có mua tưa nè. Không có, điện thoại rồi. Mà ổng thì theo ổng tốt, ổng xấu. Thì ông đó em không có nói, em đang nói không có mua tưa nè, ví dụ giá cao hơn thì đồ phải tốt hơn nhưng mà có cái nó không có mua tưa. Dạ. Chị hỏi kỹ chưa, bị chức chị hỏi kỹ chưa? Hỏi không có mua tưa luôn hả? Không có, chỉ là cái ông loại mắc tiền mà bao hành một năm. Ông nói vậy đó, không có bao mà giá hết. Mắc dữ ta, dạ. Không có mua tưa là hơi mắc á. Chị cứ chờ chút xíu đi, rồi ông xã chị gọi lại ha. Rồi có gì chị hỏi chính xác cho em coi có mua tưa không. Đúng rồi, tại vì chị biết, chị xem kênh em chị biết đó, bình thường là bên kia là 5 triệu mà có mua tưa thì coi như địa phương mình là mỗi nơi mỗi khác, như là ống khác đi là 7 triệu. Nhưng mà em thắc mắc là chị gái này nói là không có mua tưa, chị đi hỏi rồi đúng không? Dạ. Không có mua tưa phải không? Dạ. Bây giờ mình gặp chú cho chính xác đi, coi thế dạ. Nào đã. À, rồi bây giờ em quay lại em hỏi thăm chị chút xíu, chị cho em biết là quanh mà bữa trước mà bán giấy số mà tới đây là em có phỏng vấn á, là bây giờ hiện tại đã đâu chị? Đang ở nhà mẹ chồng á. Ủa về nhà mẹ chồng rồi hả? Sao chị biết chắc chắn không? Chắc chắn về nhà mẹ chồng không? Chắc. Được về cho ở chưa? Cho rồi. Cho ở hả? Đang ở mỗi ngày nhé. Chị biết không? À, biết. Chính xác không? Chính xác, tại có nhỏ em nhà ở đó nữa. Rồi vậy thì chúc mừng chị. Có lẽ là theo em nghĩ thì có thể là một phần là em hỏi thăm cô rồi lên clip này nọ thì cũng có thể tác động một phần. Thì thôi nếu mà hôm nay em tới thăm quanh một lần nữa để mà có thể gặp gỡ hỏi thăm á, nếu mà không có gặp quanh á thì thôi, thì bây giờ em không có nghĩ tới nữa, coi như là để giúp một phần, để giúp cho quanh có tiền bán giấy số đấy ha. Yeah. Còn bây giờ gia đình mà sum họp hay là quanh được mẹ chồng chấp nhận để vô nhà ở là có cái nơi ở thì mình cũng mừng rồi, coi như là vấn đề quanh là xong rồi. Cô chú anh chị thì Xanh dự định sẽ tới đây thăm và Xanh sẽ làm nhiều câu nói để mà có thể mà chia sẻ điều gì đó cho quanh bán giấy số của chú anh chị. Nhưng mà hôm nay chị gái nói là đã được mẹ chồng cho vô ở rồi thì Xanh cũng mừng. Nếu mà nhờ những cái thông điệp trên video của Xanh mà Xanh có sẽ chia đó, thì nếu mà cô xem hoặc là cô có người thân xem mà có thể mà cho cô nghĩ lại để mà giúp đỡ cho Oanh được ở thì Xanh rất là mừng. Còn bây giờ chị gái này cũng đã chia sẻ rồi là Oanh đã được mẹ chồng cho vô ở rồi, đúng không chị? Chắc chắn luôn phải không? Chắc. Rồi vậy thì chạy qua bển coi. Dạ được rồi, nếu mà chị nói chắc chắn là em tin rồi. Dạ, tại vì dù gì chị cũng rành mà phải không? Dạ. Tại mẹ đi nhà nhỏ em bển, mẹ đi hoài thôi, thấy nó ở nhà uống cà phê uống gì nằm giọng với con nó hoài. Rồi vậy thì mừng rồi, vậy là dạ. Được coi như là được mọi sự là như ý muốn rồi hen. Dạ. Rồi vậy thì cũng chúc mừng, coi như là hoàn cảnh quanh á thì coi như là Xanh đã ngưng rồi đó cô chú anh chị, xong rồi đó thì cũng mừng cho em ấy. Có những hoàn cảnh đó Xanh hỏi thăm xong rồi là Xanh tìm hiểu xong, có khi gia đình người ta được sum họp Xanh mừng lắm, giống như là gia đình của chị Nhiên cô chú anh chị. Thì sau khi mà Xanh có nói vấn đề anh em của chị Nhiên á, và sau cùng anh em của chị Nhiên cũng hòa thuận với nhau, có yêu thương nhau, đó là một cái điều mà Xanh cảm thấy rất là vui của chú anh chị. Bây giờ mình chưa có hỏi được nữa ha. Rồi tóm lại là thế này đi, bây giờ cái vấn đề hỏi á, thì chị cứ làm việc với gia đình đi ha. Bây giờ thì hôm nay em tới đây thì có một cô, một chị Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho mình á, thì em trao tiền cho chị rồi chị sẽ khoan cái nước đi ha. Rồi khi nào có dịp em tới đây em kiểm tra xem nhà mình có khoan cái nước hay thế nào không hen. Kính thưa tất cả các chú anh chị với cô chú mình thường đang xem cơ quan Xanh, thì hôm nay thì Xanh tới thăm nhà vợ chồng anh chị, thì Xanh muốn làm nhiều cầu nối để mà khoan cái nước cho anh chị. Nhưng mà bây giờ liên hệ chị này thì giá tầm 7 triệu mà không biết là có cái mua tưa hay không thì Xanh không biết. Nhưng mà đại khái là bây giờ thì thôi, Xanh lỡ tới đây rồi thì Xanh sẽ trao số tiền mà cô chú mình ủng hộ cho chị để chị có tiền khoan cây nước, thì trong phạm vi đó thì chị sẽ làm việc với bên cây nước luôn cô chú anh chị. Chị xúc ra nên bây giờ thì em sẽ trao tiền của chú mình thương giúp cho chị ha. Số tiền này chị khoan cây nước ha, thì em nghĩ là cây nước nếu mà mắc gì lắm thì cũng phải là 9 triệu đó lại thôi. Nhưng mà cô chú mình thương ủng hộ cho chị là cũng số tiền cũng trên 10 triệu rồi, cho nên thì gia đình mình tự khoan nha. Nhưng mà lần sau thì em tới đây em sẽ kiểm tra ha. Rồi xin hứa luôn. Dạ. Rồi với lại mình cũng được giúp cái dạ, dạ. Cái cầu giao ổ điện rồi, vừa rồi á chị, đó, cho đó đó. Rồi, cho rồi. Rồi giờ rồi bây giờ được giúp cây nước nữa, nên vợ chồng mình cũng còn sức khỏe ha. Dạ, gắng dạ, làm đi. Với lại em có một điều thông điệp em muốn gửi gắm là gia đình mình đừng có sinh con nó, bây giờ ba đứa đủ nuôi rồi. Dạ, dạ. Lo cho nó ăn học ha. Dạ. Bây giờ thì xin được phép đọc tên các cô Mạnh Thường Quân. Xin cảm ơn cô Mai ở Mỹ ủng hộ cho 2 triệu đồng. Cô Mai Lộc Ninh ủng hộ cho 3 triệu đồng.
Ông Lâm Ly, bà Lý Thị Noi ủng hộ cho 300 đô tương ứng với 6 triệu 960 ngàn đồng. Thì tổng số tiền Sanh tổng lại được là 11 triệu 960 ngàn đồng. Thì Sanh sẽ trao cho chị. Thì số tiền này thì coi như là để cho chị khoan cái nước còn dư thì chị để trang trải gia đình đi ha. 11 triệu 960 ngàn thì em sẽ trao cho chị là 12 triệu luôn. Như là em hỗ trợ cho gia đình chị 40 ngàn. Dạ. Để cho mấy đứa nó đi học kìa. Dạ. Em trao chị 12 triệu ha. Dạ. Chú anh chị em 11 triệu 960 ngàn mà xin trao cho chị 12 triệu luôn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 đây. Số tiền này là em đại diện cô Mai nè. Cô Mai ở Mỹ, cô Mai ở Lộc Ninh. Ông Lâm Ly, bà Lý Thị Noi ủng hộ cho gia đình mình ha. Cái này là em chia sẻ chị là em chỉ là nhịp cầu nối thôi. Số tiền thì do những người có tấm lòng hảo tâm á, gửi cho mình rồi em mang tới đây. Cảm ơn cô Mai với mấy cô chú Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ giúp cho tôi, cho tiền tôi khoan cây nước. Rồi còn dư một số tiền để tôi lo cho hai đứa con đi đi học. Dạ. Rồi tôi cũng xin hứa để có tiền này tôi sẽ làm cây nước để cho gia đình xài. Dạ. Yên tâm hơn. Trước giờ mình xài nước ở đâu? Mình xài ké rồi. Ké mẹ mà motor mẹ lâu rồi hư hoài. Hư hoài hư tới hư lui hen. Dạ. Rồi gán đi để cho mấy đứa nhỏ nó có chỗ nó tắm rửa sạch sẽ. Dạ, với lại đúng mình rồi. Mình sử dụng nước sạch đó thì mình được sức khỏe của mình được đảm bảo hơn chị hen. Dạ. Với lại mình tiết kiệm nha. Dạ. Tiết kiệm, hai vợ chồng còn sức khỏe còn trẻ thì cố gắng vươn lên nha. Dạ. Như là mình vươn lên bây giờ mình được giúp như vậy là cái phước cái phần mình đã giữ lắm rồi đó. Mình nhìn lên mình không bằng ai, nhìn xuống nhiều người khó hơn mình lắm chị. Đúng rồi. Dạ. Chị cố gắng lên hen. Dạ. rồi chị gái thì bây giờ em trao tiền cho chị rồi thì nửa cây nước á, thì em có một ý nho nhỏ thế này, thì bây giờ nếu mà mình làm á, thì mình lấy giá mềm mềm cho chị á, tại cái này là chỉ là hoàn cảnh khó khăn được Mạnh Thường Quân hỗ trợ, thì cái số tiền này là cái số tiền giống như là ủng hộ cho người khó khăn, cho nên chị cũng không phải là người giàu có gì mà có dư giả đâu. Cho nên thì mình, nếu mà ông xã chị là làm công cho cái chú đó thì nói chú đó là lấy giá mềm mềm đi, hay mình coi như là mình phát tâm một chút xíu để mình có như là tích góp một cái công đức gì đó để mình giúp cho người nghèo ha. Đó thì em có đôi lời như vậy, chị có gì chị nói giùm ha. Dạ, rồi cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho cháu này. Dạ, chị ở hàng xóm ha. Ở xóm, ở cái bên này, dạ, nói cái gì cũng chạy qua tôi cũng giúp đỡ, tội nghiệp lắm. Dạ, dạ. Rồi vậy thì tại vì nghe chồng chỉ bị bệnh nữa đó. Bệnh rồi, con cũng bệnh, cũng mổ nữa đó. Dạ. Đó, thằng đó, con mổ hết. Dạ. Rồi vậy thì cố gắng lên chị ha, cố gắng lên. Niềm tin mới là quan trọng. Dạ. Niềm tin có ý chí phấn đấu nha. Rồi, rồi vợ chồng sống như là cho dù mình khó khăn nhưng mà vợ chồng lúc nào cũng nương tựa lẫn nhau, sống hạnh phúc hay chan hòa, sống chan hòa với nhau hay sống hạnh phúc là được rồi, chứ đừng có bất đồng với nhau, thì cho dù gia đình mình có giàu có đi nữa thì nó cũng bằng không đúng không chị. Rồi bây giờ thì em chào chị ha, chào chị luôn. Rồi, kính thưa tất cả các chú anh chị với cô chú Mạnh Thường Quân đang xem kênh Hoàng Xanh. Bây giờ thì xin được phép chào tạm biệt tất cả cô chú anh chị. Kính chúc cô chú anh chị đang xem kênh thật nhiều sức khỏe và gặp nhiều điều may mắn. Hẹn gặp lại cô chú anh chị video tiếp theo là trên chương trình là Hoàng Xanh làm thiện nguyện. Xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại.